Vâng ạ. Ồ, chân của em thì bị làm sao kia? Nó Em đưa đưa xem nào, đưa xem nào, đưa 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 đến đây. Bị đá cắt hay là như nào? ừ, vì cái kia ấy. Cái ở đây. Cái cuốc á? Vâng. Đập cắt chúng à? Vâng. Có sâu không? Không, thì nó một tí đấy ạ. Bị một tí à? Là Vâng. chảy máu à? Vâng. Ồ. Mình thì đi đâu về đấy? Em đi làm thuê với anh ạ. Làm thuê à? Thế Vâng. giờ này là được nghỉ rồi à? Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi vào hoàn cảnh của ba anh em mình với lại em Chùa, lại thêm là em Quỳnh nữa. Vừa rồi thì cháu Lực có đi từ trên nhà xuống thì không có bắt gặp ba anh em cả. Thì nghe nói là ba anh em đang làm ruộng ở dưới này. Thì cháu Lực là tiện thể xuống để mà xem là ba anh em làm ruộng như thế nào. Xem là cái mùa vụ năm nay của các em thì các em chuẩn bị tới đâu rồi. Đấy, trước mặt cô bác thì nhìn dáng vẻ từ xa thì thấy có vẻ như là em Quỳnh thì sao cô bác ạ? À, em Chùa chứ không phải là em Quỳnh. Nhìn cái thửa ruộng đi bé bé này, đi thì chỉ có bằng là gọi là chưa bằng một bàn chân đâu các bác, mà chân là phải đi kiêng kiếng như thế này thì mới đi được đó. Và bây giờ thì chắc là có lẽ là em Chùa là vẫn chưa biết là cháu Lực đang xuất hiện ở đây đâu. Bây giờ thì đang làm ruộng, thành ra là đi thì nghe những cái tiếng bàn tiếng chân tiếng tiếng bừa đi thì chắc là không có nghe được. Thôi cháu Lực xin bỏ cuộc là không có đi theo em đi theo cái bờ nữa mà lại đi vào trong ruộng luôn. Không biết là ruộng các em là từ đâu vào, từ tít xuống dưới kia hay là được hai ba cái thửa này thôi. Em Chùa thì năm nay được 15 tuổi rồi cô bác ạ. Hầu như là ở trên vùng cao thì các bạn nhỏ ấy, biết làm ruộng nương rất là sớm. Nếu mà gia đình nào mà có đầy đủ bố mẹ thì lại biết nhưng mà sẽ ít làm hơn. Còn gia đình nào mà thí dụ như vào gia đình của các em này không còn bố nữa thì là ba anh em là phải tự lực cánh sinh để mà làm những công việc gia đình của mình. Ôi anh chào Chùa nhá. Một mình ra đây làm thôi à? À có cả anh Quỳnh nữa à? Anh Quỳnh chặt cây tận đâu? À dưới kia, thế là em là biết làm ruộng rồi à? Ồ, thế là chứng tỏ là biết làm ruộng thì cũng rất là sớm chứ cô bác. Trâu to quá. Nhìn đôi sừng là thấy sợ rồi. Thế là em ra đây lâu chưa? Từ sáng nay rồi á? Thế là chưa về à? Chưa, đã đi ăn chưa xong. À, làm chưa xong à? Thế đi. À, thế từ đã, gửi một lời chào tới các bác nào. Con xin chào các ông, các bà. Rồi. Thế là biết làm ruộng này lâu chưa? Năm nay là mới làm năm đầu tiên à? Vâng. Thì mấy năm trước thì là mình hay đi làm công việc nào mà mình không đi làm ruộng ấy? Năm trước là chỉ là ở nhà đi trồng lúa. Nhà là, à, biết là công việc đi trồng lúa đúng không? Thế sang năm nay thì là biết cày, biết bừa rồi à? Nhà của các em thì hầu như là nhìn là vẫn còn làm mà rất là thủ công này cô bác này. Đấy, để mà làm được ra những cái hạt thóc thì phải nói là trải qua một cái thời gian, một cái công đoạn mà rất là vất vả. Thế là hai anh em là ra đây là thay nhau làm à? Ồ, nếu mà có máy cày thì làm nhanh hơn rồi nhỉ?
À, em kia là Quỳnh đúng không? Quỳnh ơi! À, đang ở đấy à? Không biết các bác có nhìn thấy không? Dáng vẻ của em Quỳnh thì là tít trên kia, còn là em Chùa thì em ấy đang ở dưới này để mà làm ruộng. Hai anh em thì thay nhau làm. 15 tuổi, nếu mà ở dưới xuôi thì các bạn còn đang tuổi ăn tuổi học, nhưng mà trên vùng cao thì hầu như là các bạn là nếu mà như bạn nào không có được đi học ấy thì là sẽ ở nhà làm nương làm ruộng. Và trong thời gian vừa rồi thì cũng rất là vui mừng khi mà được bà bé là bà có đồng hành cùng cháu Đức để mà đưa em Chùa là đi học. Trong thời gian này thì cháu Lực sẽ cho em Chùa là học thêm là bổ túc. Bổ túc là học ở nhà. Còn về học ở nhà thì sẽ cho em rể cháu Lực là dạy. Và cũng được bà bé là gửi cho cháu Lực là một khoản để mà coi như là làm công, làm cán, làm công cho em rể của cháu Lực. Không biết là ruộng nhà các em thì từ đâu vào. Ruộng của nhà em Chùa là từ đâu vào đấy Chùa? Từ thửa này lên trên à? À, thế là mấy thửa dưới kia là không phải à? À, thế là từ thửa này là lên trên đấy đúng không? Làm như này thì làm bao nhiêu lượt thì xong một thửa ruộng? Nó tan ra hết đúng không? Nó tơi ra hết đúng không? Ừ. Làm bao giờ mà cái đất này là nó tơi ra hết thì mới xong một thửa. Cứ bừa đi bừa lại thôi. Như các bác có thể nhìn thấy là làm bằng thủ công thì làm rất là lâu. Và cũng tốn rất là nhiều công sức. Cho em Chùa ở đây làm thì cháu được xé lên trên xem em Quỳnh là sẽ làm những gì. Còn có thêm cả em Vân, em Mìn nữa các bác. Cả em Mìn nữa, nhưng mà em Mìn thì chắc là có lẽ là đi làm thuê rồi. Đấy, thấy là hai anh em ai ai cũng mặt mũi là lấm lem hết bùn rồi. Anh chào Quỳnh nhá. Anh rồi, Quỳnh nhà đang làm gì đấy? Đang làm cái này đi về nhà. À, cho anh đeo một tí. Làm cái này là để mà đem đi về nhà à? Vâng, đi. Nhà có một cái giống cái chuột ăn làng cái bị hỏng. À, nó bị hỏng à? Vâng. À, làm để mình buộc dây kia đúng không? Đúng. À. Thế là hai anh em là ra đây từ trưa rồi à? Vâng ạ. Ồ, chân của em thì bị làm sao kia? Em đưa xem nào, đưa đến đây. Bị đá cắt hay là như nào? Vì cái đây. Cái cuốc á? Vâng. Đập cắt chúng à? Có sâu không? Không, thì nó một tí đấy ạ. Bị một tí à? Là chảy máu à? Vâng. Ra ruộng, ra nương thì phải nói là gặp những cái tai nạn mà lao động thì rất là nhiều. Thế thôi, em Mìn thì đi làm thuê rồi à? Vâng. Thế là có hai em là ra ruộng để mà làm à? Vâng. Đấy, các em thì là cả ba anh em thì đều chung một cái gen này các bác này, là tóc là bạc hết rồi. Cái này thì bây giờ là phải tìm cái hạt thủ ô về để mà các em ăn thì các em mới có thể là nó mới khỏi được. Về cái này cháu Lực cũng đã tìm hiểu rồi. Trong thời gian tới thì sẽ đi mua về cho các em, để mà nếu mà hiệu quả thì cháu Lực sẽ để lên trên kênh để mà bán luôn. Đây, hai anh em thì định mấy giờ về? Đùa có 2 giờ rồi. Bộ không, hai anh em thì làm bây giờ mấy giờ đi về nhà ấy? Chắc là tí ở Chùa làm xong cái kia đi. À, Chùa làm xong cái kia thì đi à? Vâng.
Mì về sáng. Mì nữa? Vâng. Mì nó về rồi à? Vâng. À. Ồ, oh, mì nó về rồi, mì ơi. Ra đây. À, mình thì cũng đi làm về rồi các bác ạ. Thế là vừa rồi hỏi em chùa là xong chưa đúng không? Vâng. Hôm nay mình thì không biết là đi tận đâu làm về. Lên trên chỗ em mình một chút nào. Có lẽ là các em đi làm về thì khá là mệt rồi. Anh chào mình nhá. Em chào anh ạ. Rồi. Mình thì đi đâu về đấy? Em đi làm thuê về anh ạ. Đi làm thuê à? Thế giờ này là được nghỉ rồi à? Vâng. Ồ, đi làm thuê thì có vẻ như là được nghỉ sớm hơn ở nhà nhỉ. Hôm nay thì công việc của em đi làm thì làm việc gì? Đi cũng là đi cày anh ạ. Là đi cày à? Ừ. Đi cày này mỗi một lần mình cày, mỗi ngày mình đi cày thì được tầm bao nhiêu tiền cày ấy? Ngày 150 anh ạ. 150 à? Vâng. Ừ. Mình thì em mình thì là gọi như là lao động chính trong gia đình của bác ạ. Mùa này thì ruộng nương ở nhà đấy các bác thì làm thì cũng gia đình làm là đủ rồi, còn em mình thì là em ấy đi ra ngoài để mà kiếm thêm thu nhập về lo cho gia đình, lo cho cũng như là em ấy là sau khi mà bố mất là trụ cột chính trong gia đình đó các bác. Đang học 11 thì phải tạm gác lại cái công việc học để mà về nhà thay cho người bố của mình. Thế mình là bây giờ về trước hay là đợi các em thì mới về? Về trước rồi anh ạ, đói. À về trước ạ, à? Thế là chưa ăn cơm đâu à? Dạ. Em cũng chưa ăn đâu à? Chưa anh ạ. À, thế bây giờ em về trước đi nhá, anh ở lại đây thêm một tí nữa rồi thì anh cùng với lại các em thì về sau. Vâng. Hả? Vâng. Thế tí anh về sau anh. Vâng, tí anh về sau. Thì là chắc là cháu cũng lên đường này thôi nhỉ, anh để dép vào đây. Cũng lên đường này. À, thế anh để dép vào đây luôn. Đi không đi được dép đâu cô bác ạ, đi đi dép thì khi mà bùn đất vào rất là trơn. Em Quỳnh thì đang sửa lại cái đây là gọi là cái bừa đúng không? Đúng. À thế anh đi xuống chỗ của em chùa nhá. Xem là chùa làm là như thế nào ấy, làm ruộng ấy. Cái thửa ruộng này có phải thửa nhà em không? Thửa này này. Phải à? À thế là mấy thửa trên là làm xong hết rồi đúng không? Anh nhìn thấy từ xa thì một cái thân hình cũng khá là nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà em đã biết làm những công việc mà rất là lớn rồi. Đấy, thật sự nói với cô bác là đi em ấy đang làm như thế này. Đi run dế, bỏ lên bỏ xuống này. Gọi là đi không cẩn thận là giống phải trúng run luôn đấy cô bác. Có những chỗ thì có 2-3 con cùng nằm im một chỗ này. Úi dồi. Ủa đây này, toàn con thò được của bác. Cái ghi run nhiều, cái hình run nhiều quá thì tí các bác nhìn thấy các bác đã thấy ghê rồi. Chắc chắn là một số là quý cô bác anh chị là bên bên nước ngoài đấy, nhìn thấy run thì chắc chắn là cũng giận hết cả tóc gáy luôn đấy. Nhìn ra bên kia thì chấp choáng là một chút là hoàng hôn rồi, kết thúc một cái ngày mà làm việc mệt mỏi. Mẹ hôm nay có ra ruộng không? À? Mẹ hôm nay có ra ruộng không? Không ạ. Mẹ không à? À? Thế mẹ là hôm nay đi đâu? Hôm nay mẹ đi lấy cỏ ở trâu. À hôm nay là mẹ đi lấy cỏ ở trâu thì em không phải đi chăn trâu à? Ừ. Chứ không là mọi ngày là em đi chăn trâu đấy nhờ.
Tầm giờ này là đói chưa? Hả? Tầm này giờ này là vẫn chưa đói à? Bên này thì có vẻ như là được hơn rồi đấy nhỉ? Trâu này là trâu của nhà chứ? Còn vừa đi lại còn phải vừa ấn nó xuống để cho nó chặt xuống các bác, chứ không phải là như điều khiển máy cày. Máy cày thì mình chỉ cần là gọi là động nhẹ cái thôi là nó đi vào nó đi vào đất rất là nhiều. Một bạn mà năm nay mới có 15 tuổi thôi các bác ạ. Sau khi mà nếu mà như thời gian vừa rồi là bố không mất thì em có thể là đi học thêm đấy. Nhưng mà sau khi là bố mất ấy, là gia đình là chạy chứa cho bố là hết tiền rồi. Và đến nỗi mà quay ra là nợ nữa, thì ra là không có thể là đi học nữa. Như em mình thì đã tạm dừng là cái công việc mà học ở lại rồi. Có đá à? Hay là có gì ấy? Đây, thưa các bác, bây giờ thì nếu mà ở ngoài trời thì nhìn vẫn còn là rất là sáng, nhưng mà nếu mà bây giờ xem đồng hồ đấy các bác là cũng gần là 7 giờ rồi, 18 giờ độ tầm 45 gì đấy rồi. Thực ra thì để mà nói khi mà nhìn những cái hình ảnh này nhìn thấy trâu cũng rất là tội gồng gánh để mà làm những công việc này. Thì thực ra trâu thì nó đã vốn dĩ là nó sinh ra là nó dùng sức nó để mà làm ruộng, làm nương mọi cái rồi. Và ở trên vùng cao thì hầu như trâu nó là một cái món, một cái
cái gì đó mà rất là giá trị, và với lại là bà con ở trên vùng cao có câu là con trâu là đầu cơ nghiệp. Riêng cái thửa này là em Quỳnh đã, em Chùa đã làm gọi là gần một tiếng rồi đấy cô bác, là chưa có xong. Này thì bây giờ đi bao nhiêu lượt nữa thì xong hả Chùa? 5-6 lần nữa à? Không có làm ký là sau này khi mà mình trống ấy, thì nước nó sẽ bị dò đi xuống cái thửa dưới kia hết luôn, nó sẽ không giữ được nước đấy các bác. Có thể là trong thời gian vừa rồi thì sẽ có là một số cái công việc là cháu Lực vẫn còn chưa vừa lòng với lại ý kiến của Mạnh Thường Quân, thì có thể là cô bác ạ, những cái một số cái video mà thí dụ như cháu Lực nhận quà đấy để mà gửi cho các em đấy thì cháu Lực đã gửi rồi đấy, nhưng mà trong đó thì có những cái video cô bác ạ thì cháu Lực sẽ cập nhật là lên sóng là sớm hơn, tại vì là cái công việc đó cháu Lực đang làm dở, thành ra là không thể mà cập nhật cái công việc khác lên được, thì rất là mong cô bác sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Cháu Lực cũng rất là mong là hoàn cảnh của ba anh em sẽ nhận được sự yêu quý của các bác. Không mong sao là giúp đỡ ba anh em là một ngôi nhà, nhưng chỉ là chia sẻ lên giúp đỡ được các em là cái gì đó thì nó là cũng là một cái niềm hạnh phúc. Thấy là em ấy vừa đi là xem là những cái cục nào mà nó còn cứng quá thì phải xới tay để vò. Như thế là nó cứng quá à Chùa? Như thế là nó cứng quá đúng không? Các em thì là thuộc cái dạng là rất là hiền của bác ạ, thành ra là nói thành ra là để mà nói các em cũng không có dám nói to. Đây, có những câu thì các em là nói rất là nhỏ, thì khi mà đeo mic cho các em ấy, các em nói nhỏ quá là cũng không có nghe được. Thời gian vừa rồi thì sau khi mà trải qua những cái trận mưa lớn ấy, thì hầu như là bà con thì cũng đã có đủ nước để mà làm ruộng rồi. Đối với lại một số như là ở huyện khác đây các bác có theo dõi được là những cái thước phim là ở bên Đồng Văn này, Mèo Vạc này, thì phải nói là ra bên kia là lũ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn là ra bên mảng khu ở bên Xín Mần, như Xí Mần của cháu Lực đang ở hiện tại đây các bác ạ, thì nó không có ảnh hưởng nhiều cho lắm. Có những cái chỗ thì hầu như là chỗ nào mà người ta khai thác rừng nhiều quá thì nó mới dẫn đến là sạt thôi. Ôi nó đi rồi. Cái mùa này thì đang là cái thời điểm mà mặt trời xuống đấy cô bác, thì nó cũng rất là muộn. Người ta bảo là đêm tháng 5 là chưa nằm đã sáng, thì vào buổi đêm thì sáng rất là sớm, đến tận là 5 giờ nó đã sáng rồi. Còn là đêm tháng 10 thì chưa cười là tối, 5 giờ là sáng, và đến buổi tối thì là 7-8 giờ là trời vẫn còn chưa xuống hẳn. Nó hiện tại là đang gần là 7 giờ đấy cô bác. Bây giờ thì cháu Đức sẽ đợi cho em ấy làm xong rồi thì sẽ cùng em là về
về luôn, cháu Lực cũng không có về trước. Thật ra công việc này đó các bác, thì cháu Lực cũng không có biết làm tỉ mỉ, nên là không có giúp được các em bao nhiêu cả. Có những cái công việc nào mà cháu Lực biết thì cháu Lực mới giúp được. Nhìn bằng mắt thường thì có vẻ như là những cái đám mây đen này các bác này, tạo thành một cái khối hình nhìn trông rất là đẹp, nhìn như kiểu là một con ngựa là đang đi đấy. Có thể là trời xanh như này này các bác này thì ngày mai sẽ không có mưa. Một cái khung hình nhìn từ máy quay, các bác nhìn thấy bên kia có đẹp không các bác? Những cái ánh nắng hoàng hôn thì đang chiếu vào những cái đám mây, nhìn trong một cái khung cảnh mà màu cam rất là đẹp. Mà chùa thì đang cố để mà làm xong thì mới đi về nhà, có lẽ đi về nhà các bác ạ. Có lẽ là bây giờ cháu Đức đang ghi hình thì các bác nhìn chắc là cũng khá là tối rồi đấy các bác nhỉ. Hôm nay thì thực sự ra cháu Đức đi thì không có nghĩ rằng là em mới về muộn như thế, thì không cầm theo đèn pin. Thế bây giờ là gọi là bừa xong rồi à? Nay là ngày mai là mình đắp bừa à? Đắp như kiểu ở dưới kia kìa. Thế bây giờ còn dùng trâu để làm nữa không? Vẫn có á. Hoàn cảnh của ba anh em thì thời gian vừa rồi thì cháu Lực chia sẻ lên thì các bác cũng đã biết rồi, thì có lẽ là có một số cô bác còn theo dõi sau thì các bác là chưa có hiểu về hoàn cảnh của các em cho lắm, thì cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại qua thêm một chút cô bác nhé. Cái hoàn cảnh của các em thì là hiện tại đang có ba anh em là ở cùng với lại mẹ. Thời gian vừa rồi thì bố cũng lâm bệnh nặng các bác, là qua đời mất rồi. Nên bây giờ thì chỉ có là ba anh em cùng với lại mẹ thôi. Còn về em Quỳnh thì có lẽ là một số các bác nói rằng là lấy vợ rất sớm đấy. Đấy là gọi là một cái sự sắp xếp của bố mẹ. Và khi mà bố mất thì cũng có tâm nguyện là muốn nhìn thấy con dâu và muốn là con dâu là ra ở nhà mình. Thành ra là em cũng lấy vợ rất là sớm. Là bây giờ là xong rồi à? Vậy sau khi mà làm xong cái thửa ruộng này thì cũng đang là 7 giờ tối rồi cô bác ạ. Cái đây thì để đây luôn à? Không sợ mất à? Sáng mai lại xuống đây làm à? Đây có thêm là một bạn nhỏ nữa này. Bạn nhỏ phía bên này là ở nhà bên kia cô bác ạ. Từ đoạn này mà đi về nhà thì chắc cũng rơi đâu đó là tầm gần 30 phút nữa các bác. Khá là xa. Đi lên trên dòng suối cái rửa đấy à? Tí là không đuổi kịp trâu ấy. Quần của ai treo ở kia đấy? Thế là phải bỏ con đuôi ra à? Thả bây giờ nó biết tự đi về không? Hãy rất là mong các bác sẽ thông cảm về cái hình ảnh thức phim hôm nay các bác nhé.
Châu khá là khát rồi đấy. Cho Quỳnh đeo một cái này này. Đấy, các bác nhìn thấy cái mic là nó còn sáng trưng rồi. Ôi, Quỳnh thì đi về, Quỳnh đi về trước hay sao rồi? Chắc là nó đi về trước rồi. Quỳnh thì chắc là vác cái cày đi về trước các bác ạ. Thấy đôi dép anh không? Để. Vào đây. Đoạn này thì có vẻ như là khá là tối rồi các bác, nhìn thì cũng rất là mờ. Thành ra là đến chỗ đoạn sáng hơn thì cho được xe ghi hình sâu ấy. Cùng em ấy đi về đó. Hay vừa rồi đi vào trong rừng dưới kia thì tối quá các bác, thành ra là ghi hình không nhìn thấy gì nữa. Hay đi làm từ rất là sớm, nhưng mà về thì cũng về rất là muộn. Ở nhà thì chắc là có lẽ bây giờ là có mẹ của em là nấu cơm đợi trước rồi. Vậy nếu như mà thật sự ra cái về tương lai của em Quỳnh, nếu mà không được là được em ấy đi học nữa thì chắc chắn là cũng là chỉ ở nhà gọi là lúc nào cũng đi theo Châu và làm những công việc ở nhà thôi, thì cuộc sống các em là lúc nào cũng như thế cả. Nhưng mà rất là may là được bà bé là bà cũng đồng hành cùng cháu Lực ấy các bác. Quay lại ra đến đoạn này tối nhỉ. Đoạn này khác gì như một cái hầm đâu. Bởi vì nó có cây tre nhiều quá đấy các bác. Chắc lúc ra phải tạm ghi hình một lúc thôi. Vừa rồi thì cũng cùng em chùa là về tới nhà rồi các bác. Phải nói là bây giờ ở bên ngoài thì khá là tối rồi các bác ạ. Quỳnh đi ăn cơm xong chưa? Ăn xong rồi. Xong rồi à? Thế tối nay là ăn cơm với gì đấy? Để ăn cơm tao không bao giờ không có rau hay. Tối nay không có rau à? Vâng. Thì chưa ai về lấy được rau về à? Không. Thế là ở đây có bí rất là nhiều này, không ăn kèm với bí thêm tí nào à? À đây là vợ đúng không? Đúng. À. Đấy, em Quỳnh thì cháu Lực cũng chia sẻ thật đấy các bác, là em ấy lấy vợ từ năm rất là sớm. Thế vợ về ở nhà mình thì năm nay được bao nhiêu năm rồi? Thế là chưa được một năm thôi à? Chưa. Ồ, thế là mới rồi nhỉ? Từ lúc mà bố đang bị ốm là mới về à? Vâng, bố ốm trước rồi, bố bảo là đi lái với đi. À, thế bố bảo là đi sang kia để lấy vợ về thì mới đi đúng không? Đúng. À, có lẽ là tối hôm nay là chắc là gia đình là ăn cơm với lại bí này các bác này. Vừa rồi thì em chùa thì em Quỳnh thì em đi về trước. Đi về trước để một tí nữa em còn đi xem ăn nước ở ruộng nữa. Đấy, trong nhà thì một cái không gian rất là hẹp các bác ạ. Đấy, sau khi mà phía bên này là nấu cơm rồi. Sau khi mà nấu cơm thì phải nói là khói rất là nhiều các bác ở trong nhà ấy. Thành ra là biến một ngôi nhà thành nhà rất là màu đen nó. Hay buổi tối thì chỗ ngủ của em chùa là ở góc bên này này các bác này. Chăn thì còn không có gọi là đầy đủ đâu. Thấy là có một tấm chăn dài với lại thêm là một cái tấm chiếu thôi. Cái cắm lợn như này thì để ngày mai mình nấu ở cắm lợn này ấy. À. Ôi, ở đây thì có vẻ như là có rau bí rất là nhiều các bác ạ. Hầu như là vào mùa này thì thức ăn chính của các em là quả bí với lại rau bí là nhiều thôi nhỉ. Em
Vừa rồi thì em Mìn thì đang tắm các bác ạ, mới về tới nhà. Cháu Lực với lại em Chùa thì là về muộn hơn. Anh phải nói là khi mà ở với các em thì mới biết là khi mà lên nhà với các em tới cái thời điểm đến cái khoảng thời gian này thì mới biết là cái cuộc sống của các em là như thế nào, vào buổi đêm hay là những cái buổi và ban ngày các em đi làm về mệt nhọc thì cũng không có thịt thà để mà ăn, thì cũng chỉ ăn là nguyên rau với lại cả rau thôi. Thậm chí là nếu mà gia đình là ai cũng đi làm tới giờ này về là về nhà cắm, về nhà gọi là nấu một là cái nồi cơm thôi, là để chan với nước lá này, xong là ăn qua bữa thì lại tiếp tục là đi ngủ, ngày mai lại tiếp tục là cái công việc làm ruộng làm nương. Ăn như thế thì nhìn vào khuôn mặt của các em thì ai ai cũng đều là rất là xanh xao và rất là gầy gò các bác. Cả 5 người thì chỉ có sinh hoạt trong là một cái gia đình, một cái ngôi nhà nó đâu đó tầm độ là 40 m² các bác, rất là nhỏ. Sau khi mà chất đồ đạc xong mọi cái này nữa thì đều thì là nhỏ hơn, hầu như là một không gian nó rất là chật hẹp. Có lẽ là chắc là cái thước phim này thì cũng cháu Lực cũng xin được ghi tới đây thôi các bác ạ. Tại vì là cháu Lực không có cầm theo đèn pin, thành ra là nhìn cái hình ảnh thì nó sẽ rất là khó nhìn các bác. Và cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi cái video này, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh nhà bản em. Xin chào các bác anh chị. Em Chùa gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nhé. Con xin chào tạm biệt công các bà. Rồi. Em Quỳnh gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nhé. Nói như em Chùa vừa nói ấy. Con xin chào tạm biệt công các bà. Rồi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.